Tin nóng đất Việt xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị thân mến, được phục vụ quý vị là niềm hân hạnh của chúng tôi. Với mong muốn sẽ là một kênh tin tức cập nhật những thông tin mới nhất trong ngày, chúng tôi mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý vị khán giả. Và ngay sau đây sẽ là những tin tức mới nhất trong ngày. Lò và củi của Chủ tịch. Quý vị thân mến, với lò đốt củi bình thường thì lẽ nào không cần cửa tốn để hút gió? Và nếu gió đã tìm được cửa tốn thì dùng giấy liệu có bịt nổi? Nghe nói khắp thiên đình chỉ có duy nhất một chiếc lò, đó là lò trong người mà nghĩ đến ta, vẫn có một bộ phận cá nhân là bậy. Hay chúng hy vọng củi nhiều mà cửa tốn lại nhỏ nên lò sẽ bớt nóng. Chuyện hơi cũ là đường ống dẫn nước sạch sông Đà riêng năm 2020 đã vỡ 4 lần, đến nay vỡ hơn 20 lần và hình như chẳng ai hơi đâu mà đòi xử lý hình sự. Chuyện hơi cũ kéo dài chừng chục năm nay là chưa biết đến khi nào đường sắt thế kỷ Cát Linh Hà Đông chính thức vận hành chở khách. Chuyện mới thì nhiều nên chỉ liệt kê vài vụ. Công an tỉnh Đồng Nai thông báo đã bắt tạm giam nghi can Ngô Văn Thụy, đội trưởng đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam, Cục điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan để điều tra về tội nhận hối lộ. Lãnh đạo Bệnh viện Tâm thần Trung ương số 1 không biết tội phạm được cấp căn phòng làm cơ sở buôn bán ma túy ngay trong khuôn viên bệnh viện. Hai cán bộ thuộc diện quản lý của Thường vụ Thành ủy Đà Lạt đã bị đình chỉ công tác 15 ngày vì cùng sử dụng ma túy trong một căn hộ. Huyện ủy huyện Yapa, tỉnh Gia Lai đã phát hiện 9 cán bộ cấp xã dùng bằng trung học phổ thông dở. Có rất nhiều quy định, quy trình và văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác cán bộ. Chẳng hạn, quy định số 205/QĐ-TW của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền. Với cá nhân lãnh đạo, quy định 205/QĐ-TW ghi rất rõ: chịu trách nhiệm cá nhân trong việc đề xuất nhân sự và trong việc nhận xét, đánh giá, xác nhận hồ sơ, lý lịch, các giấy tờ có liên quan của nhân sự thuộc thẩm quyền phụ trách. Với tư cách là thành viên, chịu trách nhiệm liên đới đối với từng quyết định không đúng về công tác cán bộ của tập thể lãnh đạo. Trên trường hợp đã có ý kiến không đồng ý trong quá trình thực hiện quy trình công tác cán bộ và báo cáo cấp có thẩm quyền bằng văn bản, hoặc có ý kiến đã được ghi nhận trong biên bản cuộc họp. Quy định là như thế, nhưng khi tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh buộc phải miễn nhiệm chức vụ bí thư thành ủy thành phố Bắc Ninh với bí thư Nguyễn Nhân Trình chỉ sau 13 ngày bổ nhiệm, thì hình như chẳng thấy ai phải chịu trách nhiệm và vị bí thư này ít lâu sau đã ung dung làm giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh. Có ý kiến cho rằng để nâng cao trách nhiệm trong giới thiệu nhân sự thì phải giới thiệu nhân sự bằng văn bản có chữ ký đầy đủ. Ví dụ như một đồng chí bí thư tỉnh ủy khi được giới thiệu nhân sự lại đưa ra ban thường vụ, sau đó ban thường vụ nhất trí hết. Khi người được đề cử sai phạm, đồng chí bí thư đó lại đổ lỗi rằng đây là ý kiến của tập thể và như thế là hòa cả lăng. Vì thế, người đề xuất đầu tiên phải giới thiệu bằng văn bản, chịu trách nhiệm người mình giới thiệu. Đề xuất trên có vẻ hợp lý chỉ khi chiến dịch đốt lò chuyển sang lò dùng điện. Còn với lò đốt củi bình thường thì lẽ nào không cần cửa tốn để hút gió? Và nếu như gió đã tìm được cửa tốn thì dùng giấy, văn bản liệu có bịt nổi? Có câu, nước lấy dân làm gốc. Vậy nên, người lấy quyền lãnh đạo quốc gia ngoài chuyện dựa vào dân còn phải lấy tổ chức cơ sở của chính mình làm gốc. Vậy cái gốc ấy hiện ra sao? Báo điện tử Đảng Cộng sản.vn trong bài Tham nhũng vật, hậu quả không hề vật nêu nhận định. Ở nước ta hiện nay, công cuộc phòng chống tham nhũng đang ngày càng quyết liệt và đã thu được những kết quả bước đầu đáng khích lệ. Nhiều vụ việc được đưa ra ánh sáng liên quan đến nhiều quan chức các cấp, trong đó có cả đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, làm tăng thêm niềm tin của nhân dân ta với Đảng. Tuy nhiên, nhân dân hài lòng với công cuộc đốt lò, phòng chống tham nhũng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bao nhiêu thì chưa hài lòng với tình trạng tham nhũng vật bấy nhiêu. Có thể thấy, tình trạng tham nhũng vật trong xã hội chủ yếu do đội ngũ cán bộ cơ sở, chứ không mấy khi do những người có địa vị cao gây ra. Tham nhũng vật xuất hiện ở nhiều nơi, trong nhiều cơ quan, tổ chức và ở những vị trí khác nhau liên quan trực tiếp đến đội ngũ cán bộ công quyền, tiếp xúc với doanh nghiệp, người dân. Sự nhũng nhiễu của một số cán bộ, nhân viên tại cơ quan công quyền tạo ra một thói quen rất xấu khi đến cửa quan là phải lót tay, phải bôi trơn. Vậy là nơi xảy ra tham nhũng vật thường là cơ quan công quyền. Hình thức tham nhũng vật thường là lót tay, bôi trơn. Đội ngũ ăn vặt thường là một số cán bộ công quyền được giao giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến quản lý trật tự giao thông đô thị, y tế, giáo dục, hải quan, thuế, tuyển dụng, đề bạt, sắp xếp, bố trí, bổ nhiệm cán bộ công chức. Năm 2015, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu: đi làm gì cũng phải phong bao phong bì, lót tay gợi ý. Tham nhũng vật như kẻ ruồi, rất ngứa ngáy, khó chịu, chứ không phải chỉ có tham nhũng lớn.
Số liệu thống kê của Bộ Nội vụ cho thấy, trong số 295.536 công chức, số lượng đảng viên là 191.980 người, chiếm khoảng 2/3 tổng số công chức toàn quốc. Từ các chỉ trích nêu trên, liệu có thể cho rằng khu vực cơ sở đang là khâu yếu nhất của hệ thống? Nói cách khác, chúng ta nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu, nhưng liệu đã đánh giá được hết tầm quan trọng của cái gốc, tức là thành viên tổ chức cơ sở? Lực lượng lãnh đạo trở nên vững mạnh không phải nhờ vào số lượng nhiều hay ít thành viên mà vào uy tín của từng thành viên với cộng đồng. Ngày xưa, dân tự nguyện che giấu, nuôi dưỡng cán bộ, nhiều trường hợp hy sinh tính mạng, bảo vệ cán bộ. Ngày nay, dân buộc phải lót tay, bôi trơn một số cán bộ để điều việc. Vậy thì có thể hy vọng họ vẫn hy sinh tính mạng bảo vệ cán bộ. Muốn hết kẻ ruồi thì phải dẹp bỏ vấn nạn, bốn cờ năm ệ, dẹp bỏ chuyện lợi dụng giới thiệu, đề cử mà thực hiện các cuộc thi tuyển công bằng, minh bạch. Tiếc rằng, chủ trương thí điểm thi tuyển cán bộ, cấp sở và tương đương đến nay vẫn còn thí điểm và chưa biết bao giờ mới chính thức đưa vào hệ thống. Và chiến thuật của con khỉ đá Mỹ Hầu Vương hãy tìm cửa tốn trong chiếc lò bát quái của Thái Thượng Lão Quân có phải vẫn nguyên giá trị? Bản án nghiêm khắc dành cho kẻ chống phá nhà nước. Quý vị thân mến, tại Lâm Đồng, một đối tượng cũng vừa bị đưa ra xét xử sơ thẩm với tội danh làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là bản án nghiêm khắc, thích đáng dành cho những kẻ ngông cuồng chống phá nhà nước. Đồng thời, cũng là bài học cảnh tỉnh của những người đang có suy nghĩ lệch chuẩn, đi ngược với lợi ích của quốc gia, dân tộc và nhân dân. Đầu năm 2018, Vũ Tiến Trì, 55 tuổi, trú tại phường 1, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đã quen biết với đối tượng Nguyễn Thị Cẩm Thúy, một kẻ cũng mang ảo tưởng chính trị tại tỉnh Khánh Hòa. Thông qua mạng xã hội Facebook, Thúy liên tục phát những video trực tiếp và được Chi chia sẻ lại. Đó là những video có lời lẽ thô tục, nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, xúc phạm, nói xấu lãnh tụ Hồ Chí Minh, xuyên tạc lịch sử. Sau rất nhiều lần gọi răn đe, giáo dục, ngày 23 tháng 6 năm 2020, Chi bị cơ quan an ninh điều tra, công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố, bắt tạm giam. Khám xét nơi ở của Chi, cơ quan công an thu được nhiều băng, đĩa, tài liệu liên quan. Bà Nguyễn Thị Thanh An, kiểm soát viên, viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết, bị cáo luôn có nhiều hoạt động chống đối như là tham gia tập trung đông người trái pháp luật, phản đối luật an ninh mạng, luật đặc khu, gây mất an ninh trật tự tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Bị cáo thường xuyên viết đơn khiếu nại, tố cáo cán bộ công an, chính quyền địa phương với những nội dung, hình ảnh không đúng sự thật nhằm mục đích vu cáo, bôi nhọ, xúc phạm danh dự, làm mất lòng tin của quần chúng nhân dân đối với hệ thống chính trị. Qua điều tra, cơ quan công an xác định Chi đã đăng tải, chia sẻ 338 bài viết và 181 video do đối tượng Nguyễn Thị Cẩm Thúy phát trực tiếp trên hai tài khoản Facebook cá nhân của người này là Nguyễn Cẩm Thúy, Cẩm Thúy Cô. Không chỉ có vậy, Chi và Thúy còn âm mưu thành lập một tổ chức phản động. Ông Nguyễn Duy Hoài, chủ tọa phiên tòa thông tin, trong thời gian bị can quen biết với Nguyễn Thị Cẩm Thúy, bị can đã cùng với Nguyễn Thị Cẩm Thúy còn có ý định tập hợp, lôi kéo những người cùng quan điểm, tư tưởng thành lập một quốc hội tự xưng nhằm mục đích lập ra một tổ chức chính trị đối lập, từ đó thay thế cho quốc hội của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tại phiên tòa, Vũ Tiến Trì vẫn quanh co chối tội. Phần lớn các câu hỏi của hội đồng xét xử, Trì không trả lời. Trì cũng không tranh luận và không nói nới sau cùng trước khi hội đồng xét xử và phòng nghị án. Hành vi phạm tội của Vũ Tiến Trì là nguy hiểm cho xã hội và thuộc trường hợp rất nghiêm trọng. Vì các lẽ trên, quyết định tuyên bố bị cáo Vũ Tiến Trì phạm tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Áp dụng điểm A, khoản 1, điều 117, điểm S, khoản 1, điều 51, điều 122, Bộ luật hình sự năm 2015, xử phạt bị cáo Vũ Tiến Trì 10 năm tù giam. Phạt quản chế bị cáo Vũ Tiến Trì tại địa phương số 107/5 Nguyễn Công Trứ, phường 1, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng trong thời hạn 3 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù. Ông Nguyễn Duy Hoài, chủ tọa phiên tòa nói, bản án nghiêm khắc của pháp luật đã được tuyên cho kẻ chống phá nhà nước, đối tượng Nguyễn Thị Cẩm Thúy cũng đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đưa ra xét xử và tuyên phạt 9 năm tù giam cũng trong ngày 30 tháng 3. Cái giá của sự ảo tưởng chính trị mà Vũ Tiến Trì nhận được, hy vọng là bài học cho những kẻ đã và đang có dã tâm đi ngược lại với lợi ích dân tộc. Cố tình phá hoại thành quả của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước mà bao thế hệ người Việt Nam đã phải đổ máu.